À, bây giờ là set thứ 3 của trận đấu lôi đài, trận công đài thứ 3 của lôi đài kỳ 53. Tỷ số đang là 1-1 cho cả hai bên sau hai set đầu tiên. Set thứ 3 qua ngang bóng 1-0. Một đều. Thành công của Lộc Tú. Hai đều. Ba hai. Lưới quả bóng rất nặng, bóng nặng và qua cái lộ chân đánh vào lưới. Bốn hai Tú vào bóng. Rất hay, một quả chậm rất nhanh. 5-2. Rất hay. Hai quả móc phải là quả đá rất rất lên, tuyệt vời. Đội giao bóng 3-5. Dứt khoát 6-7. Ừ.
86. Hai, tám đều. Và độc tố thì số bây giờ là 80. Và bản trận rất tốt. Và 11-8. Như vậy sau set thứ 3 thì Huỳnh Thái Quang đã vươn lên dẫn trước, đưa tỷ số tổng cục là 2-1 nhưng về thấy là công bằng Huỳnh Thái Quang. Cũng là chờ đón set thứ 4 của trận đấu.